Công ty cổ phần chăn nuôi Greentech chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được ban tổ chức lựa chọn để tổ chức chào mừng sự kiện quan trọng. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt công ty cổ phần chăn nuôi Greentech, các nhà đầu tư chiến lược xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở ban ngành, các quý vị đại biểu khách quý, các đối tác và bạn bè thân hữu đã sắp xếp thời gian, đặc biệt là trong mùa dịch, đã đến dự sự kiện quan trọng của công ty cổ phần chăn nuôi Greentech ngày hôm nay.